em loan mến chào anh chị đã ghé kênh cờ tướng tv của em hôm nay em xin gửi đến anh chị ba ván cờ tướng ván nào cũng phế xe rồi còn phế pháo phế mã cực kỳ là đã ở giữa tài khoản có tên là lê nhật hạ khi lần lượt đối đầu lữ khâm vua ấu hoa và đào hán minh ba ván cờ được trực tiếp trên kênh tượng kỳ cờ tướng thế giới mời anh chị cùng xem chơi đến đây lữ khâm không thể đỡ nổi vì vậy lữ khâm đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây vua ấu hoa không thể đỡ nổi vì vậy vua ấu hoa đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây, Đào Hán Minh không thể đỡ nổi, vì vậy Đào Hán Minh đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.